3 triệu. 3 triệu. Không muốn bán cho nó thì em cứ bảo 3 triệu. Nói thật với em, bây giờ bán em mua được máy gì đâu. Tầm tiền 3 triệu, hơn 3 triệu không mua cái gì đâu, nát tiền ra. Thôi thì không bán. Em cứ bảo 3 triệu xem nó có mua. Không mua thôi. Kệ nó. Máy tớ cũng còn 11 trong bọn anh. Coi như tớ dừng qua điểm chạy vốt đai cho cậu. Mình không muốn bán đâu thôi. Hoặc là cô ấy từ chối luôn và không bán. Anh nói thật người bán kiếm được cái gì rồi.